Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh có tựa đề Nhớ nhà thơ Du Tử Lê. Nếu nhớ về một Du Tử Lê tài hoa trong chữ nghĩa, trong thi ca, ắt đã có nhiều người viết, hôm nay có lại viết thì cũng thừa. Nhưng nói về Du Tử Lê đã sống thế nào trong cái yêu ghét của người Việt, cái đó có lẽ ít người viết, đặc biệt là yêu ghét đã nổi gió kể từ khi ông lại về Việt Nam sau nhiều năm tị nạn. Nhưng thật ra, không chỉ riêng Du Tử Lê, văn nghệ sĩ nào của người Việt miền Nam Việt Nam tự do từng rời khỏi nước sau tháng 4 năm 1975 khi quay lại quê nhà đều là những người đi ngược gió. Năm 2005, nhạc sĩ Phạm Duy về Việt Nam sinh sống. Đó là một cơn bão chứ không phải là gió. Những kẻ chống ông quay về từ trong nước, có cả kẻ thù và có cả người quen. Những người giận dữ đặt tên ông là phản bội, là cơ hội, thì ở chung quanh nơi ông sống là Midway City, nơi mà ông chỉ ký dưới thư tay bằng tiếng Việt, thị trấn giữa đàng khi gửi thư cho tôi, thời chưa có Internet. Vào những ngày ông đau yếu ở quận 10, Việt Nam, tôi đến thăm và hỏi rằng, bác thấy hài lòng khi về sống ở Việt Nam chứ? Ông lắc đầu cười khẽ, nói câu trả lời chính xác là tôi hài lòng được chết nơi quê hương của mình. Năm 2012, khi ca sĩ Khánh Ly lần đầu được Hà Nội cho phép vào nước, bà đã đi xuyên qua những lời miệt thị, phỉ báng đến giận người để về lại Sài Gòn. Khi tôi hỏi rằng bà quay về với suy nghĩ gì, bà đã cười và hỏi ngược lại tôi, khi em chạy về quê nhà của mình, em nghĩ gì? Từ năm 2014, Du Tử Lê đã có những chuyến đi về Việt Nam. Đến năm 2016 thì người ta thấy ông xuất hiện trong những buổi ra mắt sách in ở Việt Nam. Dĩ nhiên, ông cũng bị tấn công không ngớt, bị gọi là thằng hèn, kẻ hám danh. Trong một lần ngồi cà phê với ông ở Garden Rue, thành phố nơi ông sống, tôi thấy ông đột nhiên trầm ngâm rồi cười như một mình, nói với tôi, nếu giờ này anh và em ngồi ở một quán cà phê nào đó ở Sài Gòn thì hay biết mấy nhỉ? Đôi mắt ông nheo nheo, ẩn trong nụ cười là một nỗi buồn vô hạn. Điều đó tôi hiểu, không chỉ văn nghệ sĩ mà bất kỳ con người nào bị buộc rời khỏi quê hương trong bất toại đều là những vệt ám ảnh trong ký ức. Đau đớn hay hạnh phúc, họ đều muốn được tận hưởng với hơi thở quê nhà. Họ cần hít hà nguồn cội đó, hít hà để nhớ và để chết. Hít hà như những kẻ nghiện nơi chốn của mình. Những ngày đi xa, ngồi trên máy bay về Việt Nam, có lẫn nhiều người đã tha hương rất lâu, có trẻ, có già. Tôi chứng kiến khi chiếc máy bay xả xuống, khi những khối nhà và con đường hiện lên, nhiều người đã xúc động kêu lên, tới rồi, tới Sài Gòn rồi. Những cái đầu vói nhìn qua cửa sổ, những lời bàn về chỗ sắp đến của họ râm ran khắp các ghế. Quê hương như một liều doping màu nhiệm. Trong phút chốc mọi người phấn chấn và tạm quên vì sao họ bị bứt khỏi nơi này.
tạm quên nơi họ đến là nơi những người cộng sản cầm quyền, chứ không như ngày xưa ấy. Cũng vì như vậy mà trong lịch sử, mọi chế độ độc tài đều muốn cầm giữ quê hương và dân tộc như một loại con tin để mặc cả với tương lai, để hành hạ con người, tra tấn yêu thương. Từ những điều đơn giản đó mà tôi cảm nhận được nhiều hơn với chuyện quay về. Du Tử Lê từng bị gọi là ham tiền, hám danh khi quay lại Việt Nam, nhưng thật ra tôi tin là ông cũng như Phạm Duy hay Khánh Ly tìm thấy nhiều điều khác hơn, sâu thẳm hơn so với những lời kết tội đó. Mỗi người có một lý do của mình và họ có quyền im lặng, quyền chọn vào sự phán xét cuối cùng ở tương lai, chứ không bởi một cá nhân hay một cộng đồng nào. Trong giai đoạn còn khỏe, Du Tử Lê hay gặp vài thân hữu khép kín vào buổi sáng. Ngày chẵn thì ở một quán cà phê Westminster, ngày lẻ thì ở một quán bún bò Huế ở Garden Crew. Các câu chuyện về văn chương và cuộc đời với nhà thơ Nguyễn Lương Vị, nhà báo Vương Trùng Dương, nhà báo Ngọc Hoài Phương vẫn thời sự, nhưng rồi bao giờ đề tài Việt Nam và quá khứ luôn là chính. Có những lúc nhìn họ, tôi tự hỏi vì sao họ có thể nói về Việt Nam và một thời mãi không chán. Họ như những đứa trẻ đầy ký ức luôn cười khúc khích và sôi nổi tranh nhau khi kể về. Rồi tôi cũng chợt nhìn thấy trong những văn nghệ sĩ Việt bị coi là lưu vong đó một cách giải thích khác trong chuyện quay về. Với họ, quê hương là mẹ, là mãi mãi với cuộc đời của họ. Chế độ chỉ là giai đoạn. Và nếu người mẹ bị cầm giữ thì dù phải luồn lách thế nào, họ cũng chấp nhận để được chạm vào, để được nhìn thấy. Trong một lần nhà thơ Du Tử Lê lấy xe đưa tôi về, trên đường đi bất thần tôi hỏi: anh có nhận biết ngoài đường nhiều người yêu mến anh, còn rất nhiều người ghét bỏ anh không? Anh sững lại ít giây rồi mặt rất nghiêm: anh biết chứ, anh đã không làm vừa lòng rất nhiều người, không có nghĩa là anh đã đúng và tử tế hoàn toàn đâu, nhưng anh thấy mình vui vì không chối bỏ và thật sự biết vì sao mình làm như vậy. Có rất nhiều điều trong đời không cần phải người biết, nhưng riêng mình biết, trời biết. Khi chiếc xe của ông đi khuất, đứng lại trên con đường vắng với gió nhẹ mùa hè, tôi thấy mình thấu hiểu hơn, dung nhận rõ nỗi cô đơn của người trong cộng đồng người. Và hôm nay, khi nghe tin nhà thơ Du Tử Lê qua đời, tôi tin có không ít đồng loại của mình cũng đang mỉm cười và cô đơn đến cuối cùng. Em đã nói giúp suy nghĩ của anh rồi đấy. Hẹn gặp lại anh, Du Tử Lê. Bài viết cách đây 2 năm sau khi nghe tin nhà thơ Du Tử Lê qua đời xin được bốt lại. Tấm ảnh của nhà thơ Du Tử Lê mà quý vị đang xem là tấm ảnh tôi rình chụp ông tại quán cà phê thường ngày. Khi đưa ra, ông bật cười và nói: anh nhìn bụi đời dữ vậy Khanh.
đất giả chim, ruộng xưa cỏ bay thẳng cánh, gặt hái dừa đổ trắng liền. Dừa đổ trắng liền. Mười mấy năm rồi gì nhỉ, lạc loài xa mãi cố hương, giờ đây ngồi mà suy nghĩ, lòng dạ ai người không thương. Ai người không thương. Quê mình ai còn ai mất đi, rồi gươm súng mùa thu, khóc mãi từng đêm lưu lạc, nói ra thêm oán thêm thù. Có về làm sao ngày ngày, sẽ cô có dễ dàng không? Kháng chiến người đi chưa lại, lúa khô héo cả ruộng đồng. Ông ngoại chắc già ghê lắm, mấy người gì nữa nhưng thôi. Đất cằn quê hương nứt rạn, kể thêm đau lòng gì ơi. Đau lòng gì ơi. Dù sao cũng là xứ sở tình thương, mười năm không cung không dỗ, về về ấm lại khói hương, ấm lại khói hương. Hàng bay về về đơm nhang, nhớ mang rất da chim. Ở đây làm gì có bạn, thấy người ta ăn bắt thèm. Hàng bay về về đơm nhang, nhớ mang rất gia chim. Ở đây làm gì có bạn, thấy người ta ăn bắt thèm. Ấm lại khói hương.